Chào mọi người nha. Mình đang ở vườn hoa của ấp Ánh Sáng thuộc thành phố Đà Lạt. Đây là vườn hoa HỒNG đó mọi người. Vườn hoa này đang nở rất là đẹp luôn. Ở đây mọi người đi ngang qua thì không ai mà không thể quay đầu nhìn lại hết. Chỗ này thì cách đây mấy tháng trước họ đang trồng hoa sắc pháo đỏ rực rỡ. Bây giờ là thay vào bằng hoa HỒNG. Hoa này thì có ba màu tím, màu hồng và màu trắng rất là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ đi review cho mọi người xem nha. Thank you.
over the highest mountains, through the burning hot sand. I'd fight through the darkness. I'll love you until